Kể từ thời kỳ đồ đá, những hang động này đã là nhà của những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Lần ngược lại sự khởi đầu của nhân loại, nhiều cộng đồng sử dụng các hang động làm nhà ở. Đây là thành phố Matera, nước Ý, trong một cảnh quan rải rác với các hang động. Do hoàn cảnh vệ sinh kém, trong năm 1952, các hang động của Matera đã được tuyên bố là không an toàn để sinh sống và mọi người dần được tái định cư. Quá trình di chuyển kéo dài cho đến đầu thập niên 70. Ông Rafael, 52 tuổi, xuất thân từ một gia đình ở trong hang. Tôi sinh ra trong một hang động ở Sassi và tôi sống ở đó cho đến khi lên 6 tuổi. Gia đình tôi chuyển tới ngôi nhà mới được xây dựng năm 1963 khi tôi được 6 tuổi. Các khu định cư trong khu vực này bắt đầu hình thành từ rất lâu, vào thời kỳ đồ đá bên trong các hang động tự nhiên của Matera, được gọi là Sassi. Thị trấn nằm trên một sườn núi với các khe núi ở hai bên. Mặc dù đỉnh núi có cấu tạo từ đất sét, hai cánh được tạo thành từ các lớp đá mềm hơn. Thành phần tự nhiên này là điều kiện lý tưởng cho các hang động bắt đầu xuất hiện. Những ngôi nhà hang gọi là Sassi được kết nối trong một mê cung phức tạp của những con đường lát đá. Những gì từng là một ngọn núi, giờ đây là một thành phố, không phải được xây dựng nên, mà được chạm trổ một cách hoàn hảo. Các nhà khảo cổ đã mô tả những Sassi như cuộc sống hài hòa với hệ sinh thái. Các hang động đầu tiên được đào tại đỉnh núi và qua thời gian với việc đào bới nhiều hơn, toàn bộ sườn núi đã lấp đầy với những hang động, từ trên xuống dưới, tất cả xung quanh, tạo ra một mê cung vô hình. Lên đến 80% các Sassi của Matera được tạo ra bằng cách đào. Đó là một quá trình lâu dài, vất vả và mất thời gian, với rất nhiều mồ hôi và bụi bẩn. Ký ức tuổi thơ của Rafael về cuộc sống trong hang động mãi mãi khắc ghi trong tâm trí ông. Đó là một kinh nghiệm mà không ai có thể lấy đi. Đây là công trình tái dựng lại trung thành một ngôi nhà Sassi điển hình như khi tôi còn là một đứa trẻ. Cho đến năm 1952, rất nhiều người và động vật sống trong Sassi, trong đó quan trọng nhất là những con la. Tôi cũng có một con ngựa trắng cao lớn. Tôi thích chạy bên dưới bụng của nó từ trái sang phải và đôi khi tôi bị đá, rất vui. Và vui vẻ là tốt cho bạn. Khi bạn sử dụng nhà vệ sinh, bạn phải ngồi theo cách này. Và bằng cách giơ lên một cái gối, bạn sẽ có sự riêng tư của mình. Cũng có những khía cạnh thú vị khác của ngôi nhà. Bánh mì là quan trọng cho sự sống còn của chúng tôi. Bánh mì của Matera rất tuyệt vời, và đó là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống. Nó chủ yếu được nhào nặn ở nhà.
Sassi là một thành phố đặc biệt. Nơi này ở đây được đào một phần và được xây dựng một phần. Nhưng bên dưới chúng ta có một không gian rỗng và đây là trên mái của căn nhà khác. Khi sự nghèo đói cùng cực tràn qua khu vực, các hang động này bị bỏ hoang và thành phố Matara bị bỏ lại trong đống đổ nát. Nhưng dần dần, mọi người bắt đầu quay trở lại. Đầu tiên là những người chiếm dụng đất, theo sau là các quán ăn và kinh doanh nhỏ, và rồi đến các nghệ sĩ và các nhà văn. Có hai vấn đề chính mà di chuyển trở lại Sassi phải đối mặt ngày nay. Một là chi phí cao cho việc phục hồi, và điều này là cần thiết vì Sassi bị bỏ hoang và đã bị hư hỏng. Cần nhiều tiền để khôi phục lại một ngôi nhà ở khu vực này. Vấn đề thứ hai là cần nhiều công sức để tới được ngôi nhà, vì chỉ có cầu thang liên kết các ngôi nhà. Sassi không được tổ chức theo thời gian, do đó bạn có thể tìm thấy một ngôi nhà từ thế kỷ 14 tiếp giáp với một ngôi nhà từ thế kỷ 18, hoặc một hang động nguyên sơ từ 1.000 năm trước ở gần một cái hang được đào vào năm 1950, nơi gia đình cuối cùng đã sống ở đó. Sau khi bị bỏ rơi trong 40 năm, Matara đã trải qua một thời kỳ phục hưng. Năm 1995, chính phủ Ý phê chuẩn một dự án phục hồi được gọi là Sassi di Matara. Thành phố dần dần biến đổi khi cộng đồng mới bắt đầu khôi phục lại các hang động và chuyển đổi chúng thành các ngôi nhà hiện đại. Antonio Acito là một kiến trúc sư có trụ sở tại Matara. Ông rất đam mê về bất cứ điều gì liên quan đến Sassi. Năm 1995 là quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì một thế hệ mới các kiến trúc sư bắt đầu với sự phục hồi của Sassi. Trước tôi không có ai làm điều này. Nhưng tôi không có thầy giáo, tôi không có ai để học hỏi. Nhưng cảm hứng của tôi nằm ở chính Sassi, bởi vì bạn có thể lắng nghe Sassi. Và tôi nghĩ rằng mỗi nơi ở Sassi này là một trang của câu chuyện. Đến nay, Antonio đã khôi phục lại nhiều hang động và chuyển đổi chúng thành những ngôi nhà duyên dáng và thoải mái. Đối với các cư dân đô thị đang tìm kiếm nơi ẩn náu tránh khỏi sự hỗn loạn của thành phố, Matara mang lại bình yên thông qua sự quyến rũ và vẻ đẹp của nó. Đối với Antonio, ông cần khách hàng của mình hiểu đầy đủ và đánh giá cao những hang động trước khi biến đổi chúng thành những ngôi nhà độc đáo. Khi tôi bắt đầu với dự án, tôi nghĩ về hai yếu tố khác nhau. Một là vị trí và hai là những người đi vào bên trong nơi này. Hai yếu tố này phải gắn với nhau, nhưng trước hết cần tôn trọng địa điểm. Khi Francesca thấy các hang động của Matara, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô đã tìm thấy tiếng gọi, biến hang động ở Matara thành nhà của mình. Chúng tôi muốn sống trong Sassi. Không có câu hỏi về điều đó. Bởi vì khi tôi đến đây, như một số người nước ngoài, tôi cảm thấy có cái gì đó kỳ diệu với nơi này và tôi muốn được sống trong bầu không khí đó. Chúng tôi đã xem xét ngôi nhà. Nó trông hoàn toàn khác với những gì bạn nhìn thấy bây giờ, nhưng nó đã có một tính cách riêng. Ngôi nhà là sự kết hợp của các hang động phức tạp kết nối với nhau.
Antonio và Francesca quyết định gìn giữ những cảm nhận ban đầu về các hang động, đồng thời mang đến một nét hiện đại. Tầng này không ở đó. Đây cũng là một mái vòm khác, một căn phòng khác và cầu thang. Cầu thang không ở đó. Đó là một ngôi nhà lớn và bạn bắt đầu từ cầu thang vì điểm này kết nối giữa hai cấp theo chiều dọc. Điều đó là quan trọng trong tất cả các dự án. Tôi sơn một màu sắc rất mạnh, màu tím cho cầu thang và cả vật liệu, hoàn toàn trái ngược với ngôi nhà cũ. Nhà trong hang của Francesca đã tồn tại khoảng 1.000 năm và nhiều lần thay đổi theo thời gian. Lịch sử của nó được ghi lại qua các bức tường và những kiến trúc, trong đó nhiều chi tiết đang mờ dần theo thời gian. Nhưng Francesca và Antonio đã cố gắng bảo tồn một phần quá khứ của nó, bao gồm một bức tranh tường cổ xưa. Vì vậy, khi xây dựng các mái vòm, họ che phần này lại. Và chính chúng tôi đã mua ngôi nhà. Và trong thực tế, chúng tôi là kiến trúc sư đã phát hiện ra nó và vẽ nó ra một lần nữa. Nhà của Francesca có một tầm nhìn tuyệt đẹp về phần còn lại của Matera. Nhưng vượt ra ngoài tầm nhìn, các công dân mới của Matera muốn đắm mình trong lịch sử của nơi này. Một lịch sử lâu dài hơn 1.000 năm. Khi có người hỏi tôi làm thế nào để tham quan ở Sassi, đề nghị của tôi là đi dọc theo và chạm vào bức tường. Khu phố cổ có những câu chuyện ở bên trong. Với nhiều người di chuyển trở lại Matera, thành phố đã phát triển một nền văn hóa được chứng minh là thiên đường cho các nhạc sĩ. Matera là một kỳ tích. Nơi này đã phát triển từ một thành phố nghèo nàn và từng bị bỏ hoang, trở thành một thành phố phục hưng, đầy ắp văn hóa và sự quyến rũ. Quá trình phục hưng này đã khơi dậy sự quan tâm đối với quá khứ âm nhạc của Matera, với các yếu tố tự nhiên của hang động cung cấp âm thanh mẫu mực cho các nhạc sĩ của thành phố. Daniela Pascal là một nghệ sĩ thổi sáo. Cô là sinh viên trong một viện âm nhạc rất độc đáo được gọi là Casa Cava, có nghĩa là hang động. Hôm nay, cô đang trên đường đến một buổi tập. Tôi đã chơi sáo trong 9 năm. Đầu tiên, tôi tìm hiểu những người đang giảng dạy ở đây, và đó là cách tôi chọn nhạc Việt này. Ở đây có các giảng viên giàu kinh nghiệm, giảng dạy âm nhạc, đặc biệt là nhạc cụ sáo, được phối hợp với các nhạc cụ khác. Giống như Daniela, các sinh viên đến từ khắp mọi miền đất nước để học về âm nhạc ở Casa Cava. Các phòng đều từng là mỏ đá, được khai thác để xây dựng nhà ở trên bề mặt. Nhưng vào năm 2011, các khoang này đã được thu hồi và xây dựng thành một khán phòng cùng 10 phòng khác mà hiện nay liên tục tràn đầy âm nhạc du dương của Matera. Cấu trúc xinh đẹp này là đáng ngưỡng mộ. Khán phòng có 150 ghế ngồi bên trong một kiến trúc độc đáo, hiện đại. Và nó mở ra cho công chúng cách đây 2 năm. Nó có âm thanh rất đặc biệt. Đây được coi như là nơi hoàn hảo để thu âm đĩa CD do cấu tạo đá độc đáo với bề mặt lởm chởm và thô ráp. Che è frastagliato, non è liscio.
Kasakawa đã trải qua những thay đổi để tạo ra một môi trường âm học cân bằng hoàn hảo. Đá từ tro núi lửa đã được tạo hình răng cưa, do đó nó có thể hấp thu tốt hơn các sóng âm thanh. Các cấu trúc đã được thêm vào để hỗ trợ trần nhà và một số bảng phản xạ âm thanh cũng được lắp đặt trên sân khấu. Trên sân khấu bây giờ tại Kasakawa, bạn có thể nhìn thấy một dàn nhạc đang biểu diễn. Chúng tôi có nhiều dàn nhạc và hợp xướng. Đây là dàn nhạc với sáo. Đến nay, viện có 1.200 sinh viên. Với âm thanh tự nhiên tuyệt vời, nhạc viện cung cấp âm thanh thuần khiết. Điều này rất quan trọng đối với nghệ sĩ. Với Daniela, nó sẽ giúp cô cải thiện âm nhạc của mình mỗi khi cô nghe được âm thanh hoàn hảo từ các bức tường của căn phòng dưới đất. Bạn cảm thấy nó trực tiếp, có một tác động trực tiếp vào những gì bạn đang nghe. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ trở thành người chơi trong dàn nhạc, hoặc thậm chí có thể biểu diễn trong dàn nhạc như một nghệ sĩ solo. Hiện nay, thành phố đang phát triển, tạo ra một vẻ huy hoàng thông qua việc tái thiết mà nhiều người đều mong muốn tham gia. Các hang động cổ xưa trong làng Basikata đã bị bỏ hoang cho đến khi Civita khôi phục chúng. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm những hang động cổ xưa hùng vĩ theo một cách đơn giản mà sang trọng. Daniel Kingren là doanh nhân đứng đằng sau chiến dịch này để cứu sống những hang động bị bỏ rơi. Tôi đã có ý tưởng này trong một thời gian dài. Trong một thế giới bị che phủ bởi màu xám của thị trường toàn cầu hiện nay, các trung tâm cổ điển nổi tiếng của nước Ý vẫn duy trì được bản sắc của mình. Vì vậy, ý tưởng là có một cách tiếp cận mạnh mẽ dựa trên bản sắc và bảo tồn, phục hồi di sản lịch sử này. La Civita có 18 phòng với những nét đặc trưng, nhưng chúng đều toát lên hình ảnh thẩm mỹ và sự sang trọng. Các phòng đều là bằng chứng về cách khách sạn đã duy trì tính thẩm mỹ đặc thù của địa phương và bảo tồn kiến trúc hiện tồn của thời đại đã qua. Trong hầu hết các địa điểm lịch sử, nội thất thường bị hư hỏng, và đó là bởi vì không có ai bảo vệ chúng. Nếu chúng thuộc sở hữu tư nhân, người chủ sẽ có quyền làm các việc mình thích trong giới hạn nhất định. Nhưng chúng tôi giữ một cách tiếp cận rất bảo thủ, thậm chí cả với nội thất. Quan điểm về việc bảo vệ lịch sử của khu vực quả là tuyệt vời, nhưng nó đòi hỏi chi phí rất lớn và mang lại những thách thức không nhỏ. Khách sạn muốn cung cấp một tiêu chuẩn nhất định về sự sang trọng cho khách hàng của mình. Để làm điều đó, toàn bộ khu vực đã được cẩn thận tháo rời trước khi lắp dây điện và đường ống. Sau đó, từng viên đá đã được đặt lại ở vị trí ban đầu. Daniel muốn đảm bảo rằng không đưa vào những nhân tố xa lạ đối với hang động cổ xưa. Laura Ainodi và kiến trúc sư đồng nghiệp của cô phải đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật. Thách thức là phải nhận ra ý tưởng của Daniel và khôi phục lại nơi này. Khác biệt với thiết kế, càng ít càng tốt. Đối với hệ thống ống nước và sưởi ấm, phần khó khăn nhất là làm thế nào để xử lý không khí, bởi vì các hang động rất sâu và ẩm ướt. Và bởi vì mỗi hang động phát triển trong một loạt các không gian tiếp giáp, chúng tôi có một hệ thống xử lý tái chế không khí thông qua một hệ thống sưởi dưới sàn nhà.
Đội ngũ kiến trúc sư cẩn thận lên kế hoạch thiết kế để che giấu những khía cạnh kỹ thuật của sự phục hồi. Họ cũng tập trung vào việc đánh giá từng hang động dựa vào thực trạng và những câu chuyện của nó. Chúng tôi muốn các phòng khách sạn nằm rải rác, duy trì tất cả mọi thứ như cũ. Càng ít thay đổi càng tốt. Chúng tôi không bao giờ chia các hang động để tạo ra nhiều phòng. Vì vậy, một số phòng chỉ rộng vài mét vuông, trong khi những phòng khác rộng tới 120 mét vuông với trần cao 8 mét. Daniel có kế hoạch mở rộng khách sạn bằng việc mua lại các hang động lân cận hơn. Nhưng mục tiêu vẫn giữ nguyên. Đó là cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm thân mật ở trong hang động như là một mô hình thu nhỏ quá khứ của Matera. Nơi này rất ấm áp và gợi cảm xúc mạnh. Bạn cảm thấy như thể lịch sử nhân loại đang tuôn chảy từ các bức tường. Đây đã từng là một nơi nghèo nàn, nhiều người chết vì bệnh sốt rét và các bệnh khác. Nhưng rất thường xuyên, tôi không biết tại sao, thế hệ lớn tuổi nói về nơi này với một cảm giác nhớ nhung sâu sắc. Song tôi tin rằng, mô hình được sử dụng để bảo tồn di sản lịch sử này sẽ trở thành một kế hoạch chi tiết, ít nhất là với nước Ý. Matera là một thành phố mà thế giới đã lãng quên, nhưng nó vẫn bám chắc vào nguồn gốc lịch sử và truyền thống đáng kinh ngạc của mình, và bây giờ đang hồi sinh trở lại. Cảm giác sợ nơi chật hẹp trong những hang động của nó đã được thay thế bằng sự thoải mái và văn hóa, và nó bây giờ, Matera, đang tìm cách xâm nhập vào trái tim chúng ta. Thị trấn và của nó là một ví dụ độc đáo về con người và thiên nhiên sống bên cạnh nhau, tạo ra một nơi thậm chí còn đẹp hơn nữa trên trái đất. Những hang động này thường được miêu tả như là nơi nguy hiểm và khắc nghiệt, nhưng các cộng đồng không hề sợ hãi, đã tìm cách chinh phục những cảnh quan thần thoại và biến chúng thành nhà của họ. Từ những câu chuyện cổ Hy Lạp đến văn học La Mã, những hang động này thường được mô tả như là các cánh cổng dẫn vào địa ngục. Bóng tối bao bọc và sự cô lập đã đem lại cho chúng một sự bí ẩn đến tận ngày hôm nay. Nằm cách xa ở góc phía tây bắc của Iran, 60 km từ Tabriz, là ngôi làng từ thế kỷ 13, Candovan. Với dân số 670 người, ngôi làng hẻo lánh nằm giữa vùng thiên nhiên tươi đẹp. Một bên là núi Sahel cao sừng sững và một bên là thung lũng Oscar dốc thoai thoải. Làng Candovan nóng mình ở giữa, giống như một bức tranh hoàn hảo. Nhưng đó không phải là nét đặc biệt nhất của ngôi làng. Dân làng Candovan sống trong hang động, trong những ngôi nhà hình nón. Nhiều thế kỷ trước, một vụ phun trào núi lửa để lại cho bụi và các mảnh vụn trên khắp mặt đất. Theo thời gian, những cấu trúc đá này sau đó được nén lại và tạo thành hình nón hiện tại. Những nét kiến trúc kỳ lạ hiện nay vẫn được bảo tồn vì lần phun trào cuối cùng của núi lửa Sahel đã xảy ra 11.000 năm trước đây. Darius Nasseri là một cư dân lâu năm của Candovan. Ông tin rằng những người định cư đầu tiên đến đây từ hơn 800 năm trước. Người dân ở đây bắt nguồn từ một bộ lạc đến đây khoảng 850 năm trước. Sau đó họ đã dựng một ngôi làng tên là Aliabagi từ cát và bùn. Họ cảm thấy lạnh và không có sự an toàn cho đàn cừu. Vì vậy, họ đã đi lên sườn dốc trên núi và đào hang rồi định cư ở đó. Thank you.
Những người bộ lạc này đào hang bằng tay, dùng những cái cuốc chim. Nó là một công việc thực sự khó khăn. Gobind Fakhri là người vẫn tiếp nối tập quán cổ xưa của tổ tiên. Thời xa xưa rất khác so với ngày nay. Việc mài và đào đá chắc chắn là rất khó khăn vào thời đó. Các công cụ không được tốt nên họ không thể tạo ra một bề mặt bằng phẳng. Không có điện nên họ đã phải mài cuốc chim bằng da cừu, mỗi lần mất 4 giờ. Ngay cả khi có điện, những người đào hang như Gobind vẫn sử dụng phương pháp truyền thống khi xây dựng nhà ở. Việc đào hang vẫn cần sức mạnh, kỹ năng và chuyên môn. Công việc bắt đầu với việc mài cuốc chim và chúng tôi thường tiếp tục cho đến khi màn đêm buông xuống. Chúng tôi bắt đầu từ cánh cửa và đào xung quanh 1 đến 1,2 mét. Sau đó tiến hành đào bên trái và bên phải, mỗi bên 4 mét. Các cửa ra vào của ngôi nhà là phần khó làm nhất. Cần nhiều thứ ngoài sức mạnh để tạo ra ô cửa với một người nhiều kinh nghiệm như Gobind Fakhri. Sau cánh cửa, chúng tôi tiếp tục đào thêm không gian. Tạo bề mặt bằng phẳng cho bức tường là việc khó khăn và cần ít nhất 2 hoặc 3 năm kinh nghiệm. Cửa sổ thì dễ dàng hơn. Sau khi chúng tôi đào vào trong hang, chúng tôi có thể dùng mắt ước tính số đo và xác định không gian cho các cửa sổ, rồi tạo ra chúng. Trong thời gian gần đây, Gobind và các nhân công của ông đã đào không chỉ nhà ở. Khi ngôi làng tiếp tục phát triển, các hang động đã được sử dụng làm nhà hàng cũng như một khách sạn nhiều tầng. Toàn bộ cơ thể của chúng tôi đau nhức, chúng tôi chỉ có thể đào tối đa 5 giờ mỗi ngày. Ví dụ khi đào một khách sạn, chúng tôi chỉ có thể đào ra 8 xe đẩy mỗi ngày. Nếu bạn đào nữa, bạn không thể làm việc vào ngày hôm sau. Nếu khối đá nhỏ, chúng tôi có thể đào một phòng rộng 4 x 4 mét. Trong khi đó, nếu khối đá lớn hơn, ví dụ như để làm một nhà hàng, chúng tôi có thể đào ra một phòng rộng 8 x 15 mét. Đào những ngôi nhà chỉ mất 1 tháng, nhưng đối với một số chúng có thể mất đến 6 tháng. Ví dụ, chúng ta có một nhà kho ở đây có thể chứa 200 con cừu, kích thước là 10 x 10 mét, cần có 4 nhân công đào trong 8 tháng mới hoàn thành. Hầu hết các ngôi nhà hang động này cao 2 đến 4 tầng. Theo truyền thống, tầng đầu tiên được sử dụng làm chuồng cho các loài động vật. Các tầng thứ 2 và thứ 3 được sử dụng để ở, và tầng trên cùng là không gian lưu trữ. Những người dân của Candovan có thể xây dựng nhà trong hang như là một giải pháp tự nhiên để sử dụng đất, nhưng sự kết hợp của các yếu tố cũng tạo cho họ một môi trường lý tưởng. Pumice, một loại đá núi lửa, luôn luôn hiện diện trong các bức tường hang động. Đá này chứa khí bên trong, khiến nó cách nhiệt rất tốt, bảo vệ các cư dân khỏi thời tiết khắc nghiệt, và lại còn mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Trong quá trình hình thành, các mảnh vụn trong không khí từ núi lửa phun trào cực kỳ nóng đã gắn các màu đá lại với nhau. Điều này giữ cho các bức tường vững chắc, chịu được động đất.
Những ngôi nhà này rất chắc chắn, mưa không thể ảnh hưởng đến chúng. Một khía cạnh quan trọng của những ngôi nhà này là chúng ấm lên trong mùa đông chỉ với một lò sưởi nhỏ. Và trong mùa hè, do được gắn vào núi, chúng dễ dàng trở nên mát mẻ. Những ngôi nhà này không cần máy lạnh. Nhà ở đây có thể chịu được động đất giống như những ngọn núi. Ngay cả tuyết cũng không thể xâm nhập vào bên trong nếu độ dày của tường lớn hơn 20 cm. Nếu chiều dày nhỏ hơn, có lẽ chúng ta có thể thấy hơi ẩm ướt. Nếu bạn có bức tường dày khoảng 50 cm đến 1 m, thì không gì có thể ảnh hưởng đến nội thất. Tính bền vững của đá không thể tranh cãi, nhưng các yếu tố nhân tạo như việc đào bới cầu thả đã dẫn đến sự hủy diệt của một số ngôi nhà hang động. Phương pháp đào đúng cách là rất quan trọng. Nếu bạn đào nhiều hơn mức cần thiết, nó có thể làm hỏng sàn và gây sụp đổ. Ví dụ nhà thờ Hồi giáo cũ của chúng tôi có 7 tầng, nhưng rất tiếc là độ dày giữa các tầng không đủ, nên nó có thể bị phá vỡ. Để duy trì một ngôi nhà, nó phải được giữ ấm từ bên trong. Nếu ai sống trong ngôi nhà vài năm và để nó lạnh lẽo, rất có thể nó sẽ bị vỡ. Cũng giống như những di sản lâu dài của các hang động, trong đó họ sinh sống. Lối sống của dân làng Candovan phần lớn vẫn không bị ảnh hưởng bởi thời đại. Làng Candovan nằm trong quận Oshkuh của Iran, có những ngôi nhà hang động hiện đại. Ngôi làng và những khối đá hình nón của nó giống với những tàn tích của một ổ mối khổng lồ. Dân làng đã khoét rỗng vách đá và xây dựng ngôi nhà của mình trong đó. Ẩm thực truyền thống của Candovan tiết lộ sự đơn giản trong đời sống của họ. Họ trao đổi các loại gia vị và thảo dược với các cộng đồng lân cận. Ghulam Hassan Javani là một đầu bếp ở Candovan. Ông tiết lộ các món ăn địa phương của làng và phương pháp chuẩn bị chúng. Các loại thực phẩm truyền thống của chúng tôi là thịt nướng, hầm và thịt băm viên. Có những loại thực phẩm khác như thịt gà nướng và gạo. Nói chung, nguồn cung cấp thịt của chúng tôi là từ Candovan. Chúng tôi mua những con cừu đã được chứng nhận an toàn vệ sinh. Để làm món gà nướng, chúng tôi mua gà từ thành phố láng giềng của Azerbaijan. Thịt cho món băm viên cũng lấy từ Candovan. Các loại rau và gia vị cũng vậy. Javani vẫn nhớ về phương pháp bảo quản được tổ tiên của ông sử dụng 3 thập kỷ trước, khi ông còn là một cậu bé. Trong quá khứ, chúng tôi đã sử dụng thịt được bảo quản để nấu món hầm. Thời gian đó, chúng tôi không có tủ lạnh, nên chúng tôi bảo quản thịt bằng cách phết mỡ xung quanh. Đối với các thế hệ trẻ hơn ở trong làng, người ta thường thấy họ tiếp quản công việc của cha mẹ. Giả thuyết chung là có nhiều công việc trồng trọt, chăn nuôi và dệt vải đã được truyền lại cho thế hệ hiện tại từ những người định cư thời kỳ đầu. Mohammed Sahi kiếm sống dựa vào một trong những nghề lâu đời nhất trên thế giới. Ông là một người chăn cừu tại làng Candovan. Tôi đến từ một gia đình chăn cừu. Cha tôi là người chăn cừu trong 30 năm. Ông nội của tôi cũng làm nghề này, và bây giờ đến tôi cũng vậy. Mỗi buổi sáng, tôi lùa đàn cừu đến các đồng cỏ để chúng kiếm ăn.
Buổi tối, tôi sẽ lùa chúng trở về làng và giao lại cho chủ nhân của chúng để nhốt vào chuồng. Lũ cừu nghe lời chúng tôi, chúng tuân theo bất cứ điều gì chúng tôi nói. Qua thời gian, chúng đã có được thói quen nghe giọng nói và hướng dẫn của chúng tôi. Các hang động ở đây cũng dành cho những con cừu. Khi thời tiết ấm áp, người chăn cừu và đàn cừu của họ sẽ ở ngoài đồng cỏ trong nhiều ngày. Đàn cừu thoải mái đi lang thang và ăn cỏ, bất chấp nguy cơ trở thành con mồi cho sói lang thang. Nhưng khi thời tiết lạnh hơn, người chăn cừu sẽ luôn dẫn đàn cừu của họ trở về chuồng. Chuồng được xây dựng trong những hang động ấm áp và an toàn của Candovan. Có nhiều sấm sét và mưa ở đây, trên đồng cỏ, nhưng chúng tôi đã thích nghi với điều đó. Tuy nhiên, khi có tuyết, chúng tôi đưa đàn cừu trở về làng. Chúng tôi lùa lũ cừu vào chuồng, dựa vào sức chứa của mỗi chuồng. Khi đã chật, chúng tôi chuyển sang chuồng khác. Nếu một cái chuồng chỉ có thể chứa 60 con cừu, chúng tôi sẽ không để 61 con cừu vào đó, bởi vì điều đó sẽ không tốt cho chúng. Khi những người đàn ông làm việc trên đồng cỏ, những người phụ nữ vẫn mải miết trong một tập quán lâu đời. Trong quá khứ, phụ nữ Iran thường làm việc trong ngành dệt thảm, và văn hóa đó vẫn còn tồn tại ở Candovan. Nghề thủ công cổ đại làm ra những tấm thảm vẫn phổ biến trong làng, nhưng bây giờ đó là một dấu hiệu của sự độc lập về tài chính. Phụ nữ kiếm được thu nhập từ những tấm thảm của họ, nhiều đến nỗi việc dệt thảm chỉ phải làm trong mùa đông. Mesama Bahagi là một thợ dệt. Chị đang thể hiện niềm tin của mình trong các thiết kế truyền thống của cộng đồng. Chúng tôi đã học được những thiết kế này dựa trên nền văn hóa của chúng tôi và đã tái tạo những tấm thảm cùng với các biểu tượng truyền thống của chúng tôi. Thông thường, chúng tôi sử dụng những tấm thảm trải sàn và để bảo vệ mặt bàn. Chúng tôi có thể bán nó ở một mức giá tốt và đây là nguồn thu nhập chính của chúng tôi, những tấm thảm có giá trị như vậy. Những tấm thảm này cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống ở đây. Sàn nhà ở Candovan luôn được lót bằng nhiều tấm thảm, tạo thành một lớp ấm áp thoải mái trên mặt đá lạnh của hang động. Nghệ thuật và hàng thủ công truyền thống đã được truyền qua nhiều thế hệ, trở thành một phần không thể tách rời của di sản và nền kinh tế của Candovan. Những người phụ nữ ở đây học dệt từ mẹ của mình và nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dệt thảm là một loại hình nghệ thuật và tôi khuyến khích các con của tôi tìm hiểu. Candovan không còn là nơi bí mật nữa. Những ngôi nhà hang động độc đáo đem lại niềm vui cho khách tham quan, với hàng nghìn du khách đổ về làng để chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên này. Sự gia tăng trong ngành du lịch đem lại cho làng một nguồn thu nhập mới, và với nhu cầu đang phát triển của ngành này, một số người dân đã thay đổi công việc của họ. Trong 200 năm qua, lối sống của chúng tôi và các ngành nghề truyền thống như chăn nuôi đã không thay đổi. Nhưng gần đây, Candovan trở thành một điểm đến cho khách du lịch. Do đó, người dân địa phương có thể dựa vào một nguồn thu nhập khác. Ông tôi là một người chăn cừu. Cha tôi đã đi theo bước chân của ông. Tôi cũng chăn cừu và làm nghề nông cho đến khi 20 tuổi. Nhưng sau đó, tôi đã thay đổi nghề nghiệp và mở một cửa hàng để bán các mặt hàng dành cho khách du lịch.
Từ cách nhìn của một người nước ngoài, Canovan giống như một ngôi làng nông thôn cổ kính. Một ngôi làng vẫn đang sống trong một thời đại đã qua. Nhưng đối với người dân làng, đây chỉ đơn giản là nhà. Một ngôi nhà họ đã chế tác ra từ hang động, thay thế nỗi sợ nơi chật hẹp bằng sự thoải mái và đơn giản, dẫn đến một cộng đồng vô tư và đáng yêu. Tôi thích ở đây, ở Canovan, và tôi thích được làm một người chăn cừu ở đây, còn hơn là sống ở thủ đô Tehran. Tôi mãn nguyện với cuộc sống ở đây. Tính hiện đại ảnh hưởng đến Canovan khoảng 20 năm trước đây, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cách sống của chúng tôi. Tôi không có bất kỳ vấn đề gì khi làm người chăn cừu. Chúng tôi có thể kiếm được một số tiền nhỏ, nhưng chúng tôi đang hạnh phúc với gia đình và cuộc sống của mình. Canovan là một nơi tuyệt vời. Xây dựng nhà cửa vào trong tàn tích đá của một vụ phun trào núi lửa, người dân của xã hội khép kín này đã tạo ra một môi trường độc đáo, nơi truyền thống và tự nhiên cùng tồn tại trong nhiều thế kỷ. Trong khi phần còn lại của thế giới xây dựng những tòa nhà chọc trời, vươn cao hơn lên bầu trời, thì các cộng đồng của Canovan và Matera tìm nơi ẩn náu và sự thoải mái tận sâu trong trái đất. Những người này gặp phải cảnh quan ảm đạm nhưng đã nhìn thấy tiềm năng trong đó. Họ nắm lấy nó như những nhà tiên phong thực thụ.